Trung tâm điện tử Anh Phương xin hân hạnh gửi lời chào tới tất cả các bác. Anh Phương này rất là vui mừng ngày hôm nay thì này trân trọng giới thiệu với các bác một siêu phẩm mới về luôn, nóng hổi vừa thổi vừa sơi. Và chắc chắn rằng trong video ngày hôm nay thì các bác sẽ có một cái giá tốt nhất cho cặp loa này. Xin thưa các bác là đây là một trong những cặp loa đời cao của dòng loa JBL, do một bác khách hàng của Anh Phương nâng cấp từ cái cặp loa 4725 này X này lên một cặp loa đời cao hơn nữa, đó là cặp loa 835. Xin thưa các bác là cặp loa này hiện tại bác ấy mua các bác biết bao nhiêu? 46 triệu một đôi loa này. 46 triệu. Và ngày hôm nay sẽ ra cho các bác một cái giá tốt nhất cho cặp loa này. Cặp loa này thì đúng nó đẹp thật. Nếu mà để các bác nào mà kỹ tính nhá, mà đi mua kể cả người ta phát lên 50, 52 triệu có khi các bác vẫn mua vẫn xuống tiền. Đấy, loa nó đẹp óng ánh luôn, không có vết chảy xước. Series đấy, SR X-Series, tem mác đẹp như mới, sản xuất lắp ráp tại Mỹ. Ngày hôm nay thì này bán giao lưu các bác đôi loa này rất hợp lý về giá thành. Đây, loa mặc dù bác đã sử dụng trong thời gian khoảng độ hơn 4 tháng, bởi vì là bác bảo là trước đây thì cũng muốn tìm một đôi loa thật hay, thật chất, cho nên là bác quyết định mua đời X, đời 4 số này. Nhưng mà sau khi mà chơi một thời gian thì bác lại có người cho thêm tiền, cho nên là quyết định nâng cấp lên cặp loa hơn 70 triệu luôn. Cho nên là bác quất thêm cặp loa 835, SRX 835, bắt neo, chép neo, trung neo. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại dư ra một cái con này. Đấy, hơn 40 triệu, gần 50 triệu bác mua đôi loa này. Ok chưa? Đấy, cặp loa này đời X nha, các bác nhìn lại cho em này, em quay này. Quay thật chậm và thật kỹ để cho các bác cùng ngắm nhìn này. Nó mượt đến mức độ chúng ta cảm giác là nó như loa mới luôn các bác. Đấy, có một chút bụi ở đây thôi, nào cái này hết. Đấy, các bác nhìn cái tem nó mới cứng cựa. Bát siêu chất. Ba khoang đẹp xuất sắc. Từ 220 coi 100 bát chép của nó là từ 17 côn 44. Dòng loa này thì cái lời của nó rất là sắc và mạnh. Và quan trọng nhất là đời X nó đã được nâng cấp và tiếng nó rất là sạch tiếng các bác nhé. 4725X. Và em đã tháo ra một quả đây cho các bác xem này. Không gì thì bằng mắt thấy tay nhìn. Hệ thống phân tần này. Đấy, bông tiêu âm thì còn sạch sẽ như mới. Đấy, phân tần zin nguyên bản này, SRX 4725X này, chở cũng như là tụ còn rất là mới đẹp, bông tiêu âm còn ánh kim luôn các bạn. Đấy, còn bát chép đây, bát của nó đây các bạn này, Mỹ nòi này. Đấy, 226 HPL 8 ohm, bát mới cứng, xương nhôm đúc sơn sần. Mọi chi tiết các bác quan sát kỹ cho em này. Bát ba quang đều nhau như mới, đều chân chặn luôn. Đẹp như mới. Chép đây. Củ chép là 2426H. Em đã kiểm tra và cam kết hàng bao zin chuẩn nét. Một cái côn chép này các bác nhớ cho em là nếu như các bác mua những đôi loa nó không còn zin, một cái côn chép này có giá rơi vào tầm khoảng 5 triệu đồng một cái côn chép này. Nhà em sẽ bao zin toàn bộ cho các bác về côn chép này. Đấy, dán tem bảo hành. Khi em đã dán tem rồi thì các bác yên tâm, sau này các bác không chơi các bác bán lại cho em. Em mua lại em chỉ cần nhìn còn nguyên tem này, em không phải tháo nữa. Đấy, những con ốc này gần như chưa mở các bác. Hàng này thì nghe tiếng rất hay. Các bác nhìn cái chỉ này, cái chỉ cao su này nó mượt mà nó phẳng này, như kiểu loa mới luôn. Giá ngày hôm nay nói cho các bác luôn cho đỡ sốt này, cặp loa này giá thành đầu tư của cặp loa này ngày hôm nay sẽ là 32.500.000 đồng. 32.500.000 đồng cho cặp loa này, bán bằng với đôi loa 4722X giá thanh lý nhé. Còn nếu mà giá thương mại thì nó sẽ đắt hơn nhiều ấy. Nếu em bán thương mại thì cặp này nó phải rơi vào khoảng độ trên dưới gần 40 triệu nếu mà mua thương mại. Còn đây là các bác nhớ cho em là đây là nâng cấp, em sẽ bán với mức giá giao lưu nhập của bác ấy bao nhiêu em bán thành giá bấy nhiêu.
Với mức giá cho các bác là cặp này sẽ có giá là 32.500.000 đồng. Bác nào đầu tư thì alo cho em sớm, đừng để hụt. Cặp loa này nó là đời 4 số. Trong khi đó nếu các bác mua những cặp loa 515, 615 thì cặp loa 3 số đấy giá thành của nó cũng rơi vào 26, 27 triệu rồi. Thậm chí những cái dòng loa đấy các bác mua không cẩn thận này mua phải loa nhái cơ. Nhưng mà riêng cái loa này thì nó lại không sản xuất ở nước thứ hai, chỉ sản xuất tại Mỹ. Bây giờ em chỉ đánh một quả thôi. Đánh một quả thôi các bác nhé. Cho các bác nghe thử cầm loa này. Cầm loa 4 số thì nghe nó sướng lắm. Mà một quả hát cũng đã hay rồi, chứ chưa nói hai quả. Tiếng nó căng và nó sạch tiếng. Con này thì kể cả các bác không cần chơi súp đã đủ tiếng phát rồi. Tét rất tươi bên này. À đâu, hai, chín mười. Em hát đi dù mây hà về, hạ trăng lang thang miên man tình buồn. Dòng sông này là hát trên cây, mây trôi trôi chim ngủ lùi nhớ. Em mát đi lênh đênh giọt buồn, hoài mãi trong ta bơ vơ chiều về. Dòng sông này nhớ mãi em ca, nhìn Hà Về cây lá rụng buồn. Tiếng nó sướng không các bác? Mic nó thoát và nó rất là nét. Kể cả dòng loa này thì các bác nghe nhạc nó cũng rất là hay các bác. Bây giờ bật nghe nhạc các bác nghe nha. Những đôi loa như thế này nó, đây này em mới đánh một quả đấy. Nếu đánh hai quả thì nó lên cơ âm sắc, nó còn stereo, nó còn hay hơn nhiều. Chủ yếu là test thì các bác cùng nghe. $32.500, giá này là giá tại cửa hàng, không mặc cả các bác nhá, không tặng dây rắc và không bao ship, bởi vì giá này là giá em nhập của ba cái khách hàng. Còn em nâng cấp lên thì em có lãi ở cặp loa thứ nhất rồi, cho nên cặp loa này chủ yếu là bán để dành cho bán giao lưu thôi. Xin thưa các bác là đố các bác nào mua ở đâu được đôi loa 4725X thời điểm này mà với giá 32.500, em nói thật đố các bác mua được. Bởi vì đôi loa này nói thật sự các bác là bác ấy mua hơn 40 triệu gần 50 triệu. Nhưng mà thôi thì nâng cấp thì chấp nhận thôi. Chơi thì nói tóm lại là các bác có điều kiện một chút thì thôi nhường nhịn, rồi là cũng như là dành một cái cơ hội cho những bác nào mà đang đầu tư gọi là chưa tới tầm thì chúng ta đầu tư đến cái tầm này. Tầm này là ok, một đôi loa quá ngon. Và chắc chắn rằng là các bác nào mà thiện chí mà tìm đôi loa 4 số thì gọi cho em sớm, đừng để hụt nha các bác nha. Về kích thước của cặp loa này thì em nói luôn, về chiều ngang thì em nhớ nó là 62 phân rồi, bởi vì có rất nhiều mã nó cùng cái chiều ngang này, 62 phân chiều ngang. Chiều cao con này em nghĩ rằng nó rơi vào tầm khoảng độ 78 đến 80 phân. Đây 62 nhá. Còn chiều cao của con này này, tính cả chân đi các bác. Chiều cao của con này là 73 phân. Chiều sâu của con này chắc nó rơi vào tầm khoảng 42 phân.
42, 43 phân. Đấy. Kích thước thì rất là đẹp. Chơi cặp này thì đúng để trên nhà nó quá sang trọng. Còn hát cặp này em thấy thật các bác thì nó thoát âm chết từng cây số luôn. Sợ là mình không đầu tư được thôi, chứ còn nếu mà đầu tư được đến tầm này thì những dòng 5, 1, 5, 6, 1, 5 mấy này, những dòng 9, 2, 5 thì nó là đàn em của bọn này luôn các bác. Gọi bọn này bằng cụ bằng kỹ. Số máy của em là 0971998555. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt các bác.